Alo, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thảo Luân Home. Và quý vị thân mến, Trung Thu là một dịp vô cùng trọng đại. Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp nối ý nghĩa của chương trình này. Hiện tại Gia Huy, Nhật Ánh và ekip của Thảo Luân Home đang có mặt tại Làng Thiên Niên Thủ Đức, và Nhật Ánh và Gia Huy đang có mặt tại đây để có những cái phần quà mà Thảo Luân Home đã chuẩn bị để gửi tặng đến các bé tại trung tâm. Thì hy vọng những phần quà này sẽ đem lại những cái niềm vui nho nhỏ dành cho các bé nhân dịp Trung Thu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến vào bên trong để cùng tham quan cũng như là trao những phần quà ý nghĩa này đến các bé nha quý vị.